Rồi chúng ta bắt đầu phần thứ nhất, bài 1 nhá. Về từ vựng thì ở đây là thầy đã liệt kê ra tất cả một số các cái từ và cụm từ thông dụng mà các em sẽ gặp và nó có tính trọng tâm trong bài số 1. Bởi vì chúng ta cái thời lượng chúng ta ở trên đây chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta tập đọc thực tập từng từ. Cho nên là các em chịu khó về nhà, các em coi ở nhà nha. Chúng ta có thể tra từ điển, ví dụ như là Oxford Dictionary. Chúng ta sẽ có được phiên âm, phải không? Chúng ta cũng sẽ có được những cái cách đọc. Còn ở đây, chủ yếu thì thầy muốn nhấn mạnh với các bạn một số điểm liên quan đến một số các cái trọng tâm về ngữ pháp. Các bạn theo dõi ngữ pháp. Còn đối với các cái từ vựng thì chúng ta chịu khó chúng ta học. Bởi vì trong cái điều kiện là chúng ta xem qua clip thì nó khó có những cái tính tương tác cần thiết trong cái việc học tiếng Anh. Về grammar thì chúng ta trong bài này chúng ta có hai cái điểm cần lưu ý. Thứ nhất là the present simple. Thứ hai là adverbs of frequency. Thứ ba chúng ta có the past simple. Đó là ba cái thì quan trọng, ba cái điểm ngữ pháp quan trọng ở trong cái bài thứ nhất. Đối với the present simple với cách thành lập thì chúng ta có ba dạng: một, câu khẳng định; hai, câu phủ định; và ba là câu hỏi. Câu khẳng định thì các em chỉ cần lưu ý là chúng ta có subject, chủ ngữ cộng với verb là động từ. Mà đối với cái present simple thì chúng ta lưu ý là động từ có thể thêm s hoặc là có thể thêm es. Còn đối với động từ to be, am, is, are thì chúng ta lưu ý chúng ta có subject cộng với lại am hoặc là is hoặc là are. Như vậy đối với cái present simple, đối với mỗi thì các bạn lưu ý là chúng ta chia rõ ra làm hai cái loại động từ. Một bên là động từ to be, một bên là các động từ còn lại. Chúng ta rất là dễ, các bạn rất là dễ nhầm lẫn ở cái chỗ là gì? Là chúng ta không biết tại sao câu này lại có to be mà câu khác lại không có to be, là do chúng ta chưa hiểu rõ cái bản chất là khi nào thì nó là to be và khi nào nó là động từ còn lại. Thì trong quá trình học chúng ta sẽ tiếp cận và chúng ta sẽ từ từ hiểu rõ cái này. Câu phủ định thì chúng ta dùng chủ ngữ cộng với trợ động từ do hoặc là does cộng với not và đi theo sau nó là một động từ. Còn đối với động từ to be thì chúng ta cũng có chủ ngữ am, is, are cộng với not. Đối với câu hỏi chúng ta chỉ việc đảo thôi. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ việc đảo trợ động từ này ra đứng trước chủ ngữ thay vì nó là chủ ngữ do does thì bây giờ là do does cộng subject và plus verb. Lưu ý trong trường hợp này không cần sử lại not bởi vì nó là câu hỏi, đúng không? Câu hỏi thì nó có thể trả lời là yes, có thể trả lời là gì? No. Cho nên chúng ta không sử dụng lại not. Tương tự ở đây cũng vậy, am, is, are chúng ta chỉ cần đảo ra phía trước chủ ngữ thì chúng ta sẽ có được cấu trúc câu câu hỏi. Và đương nhiên khi đã đặt câu hỏi thì not này không không sử dụng trong câu hỏi nhá, bởi vì nó là yes no question, bởi vì nó cũng có thể được trả lời là yes hoặc là nó cũng có thể trả lời là no. Về cách dùng thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thì các em sẽ thông thường là sẽ nhìn thấy một số các cái trạng từ như là always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day, every week or every month. Chúng ta chú ý là nó thường thường có một số các cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên của hành động hay là sự việc xảy ra trong hiện tại. Thì lấy ví dụ Mary often gets up early in the morning. Thì chúng ta lưu ý là cái động từ get up early in the morning này nó đi với trạng từ gì? Often. Và cái hành động này là cái hành động thường xuyên lặp đi lặp lại đối với Mary. Đó là gì?
Mary thường thức dậy hoặc là thức sớm vào buổi sáng. Đó là một sự thật, lúc nào cũng đúng, phải không? Và nó thường xuyên xảy ra đối với chủ ngữ là Mary. Ví dụ thứ hai, the sun rises in the east and sets in the west. Chúng ta lưu ý là mặt trời thì nó mọc ở hướng nào? Hướng đông, và đương nhiên là nó lặn ở hướng tây. Đây là một cái điều lúc nào cũng đúng, nó là một chân lý. Ok, như vậy, và trong trường hợp này người ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn tiếng Anh nó gọi là the present simple. Như vậy chúng ta còn một điểm nữa, chúng ta lưu ý là thêm s, phải không? Thêm s đối với guess, đối với says, đối với rises. Bởi vì nó có sẵn cái y rồi, chúng ta bỏ y, chúng ta thêm es, es, s. Adverbs of frequency, nó là cái gì? Nó là những cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên của một hành động. Ví dụ như always, nó có nghĩa là luôn luôn. Usually, nó có nghĩa là thường thường. Sometimes, occasionally, often, normally, as a rule, never. Thì nó là những cái hành động, những cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên của một hành động. Nhá. Như thường lệ, as a rule. Ở đây các em có một số thứ rất là mới như là as a rule, như thường, never, không bao giờ. Normally, thông của một hành động thì các em lưu ý nó đứng sau động từ to be. To be có nghĩa là gì? Là am, là is, là are. Right? Như ví dụ, he usually goes to bed at 10 p.m. Như vậy các em thấy là ở đây nó đứng ở đâu? Nó đứng ở đâu? Nó đứng trước động từ thường. Phải không? He usually goes to bed at 10 p.m. Nhưng, he is often late for class. Ở đây chúng ta thấy là often là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, nó lại đứng sau động từ to be. Như vậy một điểm lưu ý, đặc biệt lưu ý đây là chúng ta lưu ý cái này. Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên thì nó sẽ đứng trước động từ thường và sau động từ to be. Đặc biệt một điểm lưu ý là as a rule thì nó đứng ở cuối câu, chứ nó không có đứng ở trước động từ thường và sau động từ to be như vậy. Phải không? Chúng ta lưu ý chỗ này. Thầy lấy ví dụ như, nếu như mà chúng ta thay cái từ as a rule vào câu này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ viết là he goes to bed at 10 p.m. as a rule. Alright? The past simple, thì chúng ta sử dụng động từ thường, chúng ta thêm ed. Đối với to be thì chúng ta chuyển am và is thành was và are thành were. Đơn giản thôi. Câu phủ định thì chúng ta chỉ cần trợ động từ did, thêm not và động từ nguyên mẫu. Đối với phủ định của động từ to be thì chúng ta sẽ sử dụng was, were, thêm not. Đúng không? Và tương tự đối với câu hỏi, ở đây chúng ta chỉ cần đảo cái trợ động từ did ra trước subject thì chúng ta sẽ trở thành câu hỏi. Đương nhiên là câu hỏi yes, no rồi thì chúng ta không sử dụng lại cái not. Tương tự ở đây thì chúng ta chỉ cần đảo was, were ra trước chủ ngữ và bỏ này trở thành yes, no question. Cách dùng chính của thì quá khứ đơn. Nó đơn giản là dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian được xác định rõ. Và những cái trạng từ mà chúng ta thường hay thấy nó đi kèm đó là yesterday, đó là ago, đó là last week, đó là last month, last year, in the past, hoặc là in cộng với một năm nào đó cụ thể. Ví dụ, Uncle Ho passed away in 1969. Passed away ở đây chúng ta có thể hiểu là mất, đúng không? Pass chúng ta thêm ed. Nhá. Và đối với thì quá khứ thì nó lại có một số động từ bất quy tắc. Chúng ta sẽ nói tới sau. Bởi vì thời lượng có hạn, cho nên hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hôm sau thầy sẽ tiếp tục lưu ý với các bạn một số các cái nội dung liên quan đến bài 2 cũng như là ôn lại bài 1. Chúc các em thành công.